buổi thứ ba mọi người nhá. Đứng. Nằm. À con này buổi thứ tư thì quyết nhỉ? Buổi thứ tư. Đứng. Một trong những con chó khách ngồi gửi lại của bọn em và là rất là tố chất đây. Mua của trại mà gửi lại trại huấn luyện luôn. Đứng. Buổi thứ tư như này được là mọi người biết là một tháng sau thì con chó nó sẽ rất là nhuyễn đúng không? Đấy. Chào. Đấy, buổi thứ tư là mọi người này đã chào rồi này. Đấy. Này là khá ổn so với một con chó con đấy mọi người ạ. Ngồi. Đứng. Nên là trước đây thì em khi mà em chưa làm trại huấn luyện thì em vẫn khuyên cáo mọi người là nuôi con chó tầm trên một năm thì mọi người hãy cho đi gửi. Vì nó bé này là thì là phải bắt nó hơi ăn hơi ít tí đây. Mấy hôm nay bắt đầu cho ăn ít đi cái để cho bụng nó to lại. Hướng tầm 1 tháng thì nó không ảnh hưởng lắm con chó đâu. Đúng rồi. Ví dụ như là lại 3 tháng là con chó nhiều như nó lại thành gầy quá nhỉ. Đấy, 1 tháng thì không ảnh hưởng gì. 1 tháng này thì cả cả như tầm này để cho nó phát triển cái khung xương không cần béo. Thế biết ạ. Hàng ngày mình cho ăn hạt này và ăn đủ mà. Đủ chất nhưng mà không béo. Ăn đủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cám này. Đấy. Ngày vẫn 2-3 lạng hạt chứ có ít đâu. Chào trước các thứ rồi. Ổn rồi. Năm. Buổi thứ tư như này, như những cái con này được đánh giá là xuất sắc rồi. Nói chung là được ở nhà với chủ mà ăn uống đầy đủ ấy thì nó chân lông mượt da hơn tí. No rồi. Chào. Đấy. Dần dần buổi thứ tư như này 1 tháng sau thì chào vuông vắn cho mọi người luôn. Khi bàn giao lại cho chủ. Đấy, đây. Ok nha. Khóc hả? Khóc hả? Cứ ra quay số điện thoại thì. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với em nhá.